ngõ rộng thanh thang, lại ô tô đỗ cửa, quý khách nào thì cũng rất là thích. Với ba căn nhà trong video này Ngọc Ánh sẽ quay và gửi tới cho quý vị: 30m², thiết kế 4 tầng, ô tô đỗ cửa, sổ đỏ riêng biệt từng căn, hồ sơ điện nước riêng biệt từng căn. Và đặc biệt với cái giá mà đường ngõ ô tô như thế này, giá cực kỳ rẻ, chỉ có 2 tỷ 100 triệu đồng một căn nhà ô tô đỗ cửa thực tế như thế này, với hướng nhà là hướng Tây Nam. Và thiết kế của cái ngôi nhà này thì 30m², 4 tầng hợp lý, với cửa chính thiết kế 2 lớp, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là lớp cửa nhôm hệ Việt Pháp. Với cái thiết kế của ngôi nhà này thì đường ngõ thông thoáng, và với cái căn nhà này thì gần với lại trục đường quốc lộ 6, gần với bến xe Yên Nghĩa, giao thông đi lại thuận tiện. Vị trí cụ thể thuộc phường Miên Giang, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội mọi người ạ. Và ba căn nhà này thì theo như hiện trạng quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay. Mời người theo em vào khám phá cụ thể căn nhà. Với thiết kế của ngôi nhà này, tầng 1 phòng khách, phòng bếp, 1 phòng vệ sinh. Đây là phần tầng 1 của ngôi nhà. Căn nhà này thì vừa mới hoàn thiện xong hết mọi người ạ, vừa mới hoàn thiện xong hết, còn một chút về cái dọn dẹp vệ sinh nữa thôi là quý vị có thể dọn đồ về ở ngay trước Tết được rồi. Và với cái giá 2 tỷ 100 triệu đồng này có hỗ trợ vay vốn ngân hàng, với quý vị nào có nhu cầu bao toàn bộ phí thuế và cũng có thương lượng một chút cho quý vị nhé. Với cái này thì quý vị có thể vay được tối đa tầm 1 tỷ 1, 1 tỷ 2 tiền ngân hàng, phần còn lại thì ngân hàng thì quý vị sẽ chuẩn bị trước cái phần tiền mặt cho Ngọc Ánh nhé. Được vay với cái thời hạn lâu nhất là 35 năm, tối thiểu là 3 năm, với những cái lãi suất ưu đãi nhất. Ngoài đang đứng ở đây, phần tầng 1 là phần phòng khách của ngôi nhà, với cái phần hoàn thiện cơ bản là đã xong hết, gạch lát nền kích thước 60-60, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện. Phần tầng 1 thì thiết kế phòng khách, phòng bếp, thì đây là cái phần phòng bếp của ngôi nhà, với không gian bếp cũng được hoàn thiện xong hết cho quý vị rồi. Tủ bếp thiết kế ở đây là tủ gỗ, là phụ kiện bếp chất liệu inox 304, chậu rửa, vòi rửa đều đã được hoàn thiện xong hết. Quan trọng nhất vị trí đường ngõ, tiếp theo là cái giá bán rất là hợp lý, phù hợp với cái công năng sử dụng nữa mọi người ạ. Ngoài phòng khách, phòng bếp thì ở đây còn thiết kế thêm cho mình một phòng vệ sinh đáp ứng đầy đủ cho quý vị: bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Đây là cả phần tầng 1 ngoài đã review cụ thể chi tiết cho quý vị rồi. Mời theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Với tầng 2 của ngôi nhà thì thiết kế như sau quý vị nhé. Tầng 2 thiết kế gồm một phòng ngủ rộng, rất là rộng đây quý vị ạ. Một phòng vệ sinh ở phía bên ngoài. Với cái căn nhà này thì thoáng trước, thoáng sau cho quý vị. Đó. Đây. Cửa sổ thông thoáng trước sau. Căn phòng này thì rất là rộng. Đó. Rất là rộng luôn, để quý vị có thể dễ dàng cơ đồ nội thất cũng như thiết kế cái công năng sử dụng tùy mục đích của mỗi một hộ gia đình. Cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ. Phòng vệ sinh ở đây, ở bên ngoài mọi người ạ. Phòng vệ sinh cũng vậy, phòng vệ sinh cũng rất là rộng, đầy đủ bồn cầu. Còn những cái thiết bị vệ sinh thì chỉ lắp vào nữa là xong thôi mọi người ạ. Đó. Đầy đủ chi tiết hết cho quý vị rồi. Mời theo em lên tầng 3 của ngôi nhà. Với tầng 3 của ngôi nhà khác biệt hơn một chút so với tầng 2. Tầng 3 của ngôi nhà thiết kế cho quý vị hai phòng ngủ. Đây, thoáng trước, thoáng sau. Một phòng ngủ hướng ra mặt ngõ và một phòng ngủ phía bên trong. Như vậy, với cái căn nhà này, lên trên phía tầng 3 là có 3 phòng ngủ riêng biệt rồi quý vị nhá. 3 phòng riêng biệt, giá bán 2 tỷ 1, ô tô có thể vào tận cửa. Đó. Căn phòng ngủ ở phía bên trong. Đây. 2 tỷ 1 cho một căn nhà, cả nhà và đất, vị trí đi lại thuận tiện, phù hợp với quý vị nào đi làm ở Hà Đông. Từ vị trí ngôi nhà này nó cách bến xe Nghĩa khoảng tầm 4 km mọi người ạ. Đó, cho nên nếu như quý vị có thể cân lao đong đếm cái quãng đường đi và cái tầm tài chính của mình phù hợp thì cái căn nhà này rất là thông thoáng. Tiếp theo, mời cho em lên tầng 4, tầng cuối cùng của ngôi nhà nhé. Và đây là phần tầng 4 của ngôi nhà. Ở trên đây, từ bước lên trên phía tầng 4 là có một ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Tầng 4 thiết kế cho quý một phòng riêng. Phòng này thì quý vị có thể thiết kế làm phòng thờ nhé. Đó, và cũng có cửa sổ thông thoáng. Phần còn lại, đây là phần sân phơi của ngôi nhà. Đây, sân phơi rất là rộng. Đấy. Từ vị trí ngôi nhà này cách với trục đường quốc lộ 6 nó khoảng tầm 400m,
giao thông đi lại, nói đã chia sẻ rồi, vị trí thuộc phường Biên Giang, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, giá bán 2 tỷ 1. Ngoài ra thì hiện tại bên của anh vẫn còn một căn 1 tỷ 450 triệu đồng nữa, sổ đỏ chuẩn chỉnh, cũng thuộc phường Biên Giang. Mọi người muốn tìm hiểu và được đi xem nhà, mua nhà về ở trước Tết thì liên hệ trực tiếp với Nhà Tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. 0933 013403 hóa 0888 041 444. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo.